Xin chào mọi người. Bữa nay là ngày 12 tháng 4 2022. Tôi sẽ giảng một cái chủ đề sinh ra và kết thúc ha. Sinh ra và kết thúc. Nửa tháng nay tôi không có lên clip cho tôi bận ha, mọi người thông cảm ha. Sinh ra và kết thúc. Chúng ta thấy rằng là bất cứ thứ gì chúng ta cũng thấy nó sinh ra. Chúng ta cũng thấy nó hiện hữu ha. Nó sinh ra chúng ta chưa chắc gì thấy nó, nhưng mà chúng ta thấy nó hiện hữu và biết nó hiện hữu. Thấy nó tồn tại như vậy, nhưng mà nó cũng mất đi thôi. Về mặt cái vật chất, chúng ta tạm thời gọi là những cái vật chất vô tri. Chúng ta thấy nó hiện hữu đó, nó sinh ra kiểu gì chúng ta không biết. Hay có những thứ chúng ta biết nó sinh ra kiểu gì. Nhưng mà chung quy chúng ta đều thấy nó như vậy. Nhưng mà rốt cuộc là gì? Nó tồn tại lâu bao nhiêu đi nữa thì nó cũng sẽ đến lúc nó kết thúc. Đó là những cái vật vô tri vô giác ha. Chúng ta tạm thời gọi như vậy ha. Cũng chưa chắc. Có những cục đá nó có mắt có mũi ghê lắm ha. Rồi. Chúng ta nói về cái nhân sinh. Cái sự sống nói chung. Chúng ta thấy sinh vật nói chung ha. Nó được sinh ra bằng hình thức nào đi nữa, từ đâu sinh ra thì nó cũng gì, nó cũng tồn tại một thời gian rồi nó cũng chết đi, nó cũng mất đi. Chúng ta thấy có thứ gì mà tồn tại mãi mãi hay không, nếu gọi là sự sống, giống như cây hoa này chẳng hạn đi ha. Nó có thể tồn, những cái cây mà lớn lâu năm đó, nó có thể tồn tại được cả trăm năm, đôi lúc thỉnh thoảng cả ngàn năm, nhưng mà để rồi nó cũng bị chết thôi. Nhưng mà cái quan trọng là khi nó mất đi thì nó để lại được cái giá trị của nó là cái gì. Cái cây nó lớn đi lên, mình có thể là khai thác nó, thì nó khi nó mất đó, nó chết đó, thì nó cho chúng ta những cái giá trị về cuộc sống. Nhờ nó mà chúng ta có cái này cái kia. Hoa cũng vậy, hoa làm đẹp cho đời ha. Nhờ có hoa mà tâm hồn của chúng ta nó được tươi mát lại ha. Nó được tươi mát lại trong những cái ngày mà bận biểu trong cuộc sống ha. Rồi những đóa hoa đó thì nó cũng đến lúc nào đó nó cũng tàn. Hoa cũng tàn, nhụy cũng phai ha. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về với ai? Hoa cũng tàn, nhụy cũng phai. Hoa nó như vậy, nó cũng làm đẹp cho đời, nó có giá trị đó. Rồi, chúng ta nói dài dòng, nói về con người của chúng ta. Chúng ta được sinh ra từ cha mẹ đúng không? Tạm thời như vậy. Được sinh ra từ cha mẹ. Rồi chúng ta kết thúc. Nếu như ai sống ngon lành thì kết thúc trong vòng tay của con cháu ha. Nhưng mà trong quá trình sống đó, chúng ta đã đem lại giá trị gì cho cuộc sống? Đem giá trị gì cho bản thân mình? Và những cái giá trị đó, khi chúng ta kết thúc cuộc sống rồi, chúng ta có đem đi được hay không? Chúng ta phải hiểu điều đó ha. Cho nên, chúng ta sống thì chúng ta mới phải chú ý. Chúng ta phải rèn luyện. Rèn luyện. Rồi chúng ta phải nghiên cứu gì đó. Chúng ta làm những cái việc gì đó. Để cho nó khai mở cái trí tuệ của mình. Để cho nó khai mở cái bản lĩnh của mình. Con người chúng ta Thượng Đế cho những cái tiềm năng rất là lớn. Cái tiềm năng trong thân rất là lớn. Mà chúng ta không khai thác được. Nó có nguồn năng lượng lớn lắm. Trí tuệ lớn lắm. Chúng ta không có khai thác được. Giờ chúng ta cố gắng khai thác, khai mở nó ra. Bây giờ tôi có một cái ví dụ chẳng hạn đi. Ví dụ trong cái lúc mà mình đói bụng ha.
Mình làm công việc với là anh em ở ngoài đồng ruộng ha. Nhưng mà tới giờ ăn đói bụng quá chịu không nổi. Nhưng mà có một cô gái nào đó đi ngang qua đẹp quá. Lúc đó quên đói bụng luôn. Lúc đó sức mạnh đâu nó dồn về. Nó dồn về. Thì cái đó là cái gì? Cái năng lượng nó tiềm ẩn bây giờ nó phát ra thôi. Bây giờ nó phát ra thôi. Có những người vì những cái lý tưởng lớn, bình thường sức của họ yếu ớt lắm. Nhưng mà tự động lúc đó là gì? Khi còn á, tự động nó bộc phát ra năng lượng vô cùng. Có những người trí huệ bình thường thôi, nhưng mà khi mà xảy ra một cái biến cố nào đó thì họ lại rất là lanh trí. Rất là lanh trí. Cái đó là cái tiềm lực, tiềm năng ẩn bên trong chúng ta. Chúng ta phải tự khai mở, khai trí của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta phải làm sao cho cuộc đời chúng ta nó có giá trị, có ý nghĩa. Chúng ta đóng góp cho xã hội, thì chúng ta đóng góp mà đúng đó nha, đóng góp đẹp mà, tốt đẹp nha, phải đóng góp hợp pháp đó nha. Thì chúng ta sẽ có những cái phước báo. Cái phước đó thì chúng ta sẽ đem đi về kiếp sau. Mà chúng ta sống trên xã hội, chúng ta quậy phá, chúng ta sẽ bị tổn phước. Mà nếu như mà chúng ta không có phước nữa thì không có gì để tổn hết, lúc đó là nợ cái phước lại. Thì kiếp sau chắc chắn là phải bị trả rồi. Không biết đầu thai thành cái thứ gì nữa để trả. Rồi trong quá trình từ sinh ra cho đến kết thúc, chúng ta phải khai mở trí tuệ của chúng ta bằng mọi cách. Chúng ta phải tập đương đầu với những vấn đề hóc búa để cho chúng ta phải giải quyết nó. Chúng ta muốn giải quyết nó, đôi lúc chúng ta phải đọc đằng này, đọc đằng kia, hỏi người này, hỏi người kia. Rồi chúng ta rút ra những cái kết luận riêng của mình. Khi mà chúng ta đã giải quyết được một vấn đề thì cái đầu óc chúng ta tự động nó mở lên. Cái mặt chúng ta nó sẽ sáng ra. Chúng ta thấy những ông nông dân và những người trí thức đều là một con người cả. Nhưng mà sao? Những ông trí thức, ông giải được nhiều bài toán. Ông giải quyết được nhiều cái vấn đề. Mỗi ông giải quyết được nhiều thì mỗi lần giải quyết thì cái trí huệ nó sáng lên. Cái mặt của mấy ông sáng lên. Cái mặt của mấy bà sáng lên. Thì chúng ta nhìn vào cái người có trí thức, chúng ta biết. Rồi cái cách ăn nói nữa. Những người thật sự có trí thức, người ta ăn nói khéo léo lắm. Còn những người nông dân thì mấy ảnh chỉ là công việc như vậy, cày bừa, cuốc bẩm, rồi chăm sóc cây thu hoạch thôi. Nó không ứng dụng được gì. Nó không có khai mở được nhiều ở trong cái trí huệ của mình. Cho nên là gì? Cái trí huệ đó nó ít được khai mở. Nó ít được khai mở, nó có khai mở mà nó ít. Cho nên chúng ta nhìn thấy mấy ổng cục mịch. Nhìn thấy cục mịch lắm. Rồi cách ăn nói thì nó cũng cục mịch theo. Tất nhiên là chúng ta nói số chung ha. Tất nhiên rằng có những người đặc biệt. Nó khác người ta. Đôi lúc có những người trí thức mà họ im, họ không nói gì hết. Họ nói ra thì đôi lúc không hợp với mọi người. Còn có những anh nông dân thì thôi, lanh lắm. Có những người nông dân họ mặc dù họ cày ruộng, họ làm rẫy, họ làm nương. Nhưng mà ngày xưa tôi thấy nhiều ông ở làng tôi nè, thích đọc báo lắm. Nông dân ăn học không tới đâu, biết chữ thôi, nhưng mà đọc báo. Người ta biết thứ này thứ kia, người ta mới thấy rõ điều này điều kia. Tự nhiên cái họ sáng ra, mình thấy họ sáng sủa ra. Nó không có còn một ông thuần nông nữa, không còn một lão nông nữa.
Rồi những người mà những người chuyên môn đi lừa gạt người khác ha, trong tâm của mình lúc nào cũng muốn có quyền lợi lớn ha, rồi sẵn sàng đánh đổi lừa gạt, thì chúng ta thấy họ lanh lắm mà cặp mắt láo li, ăn nói thì nó tráo trở, chứ đó là một sự trải nghiệm hết. Đó, chúng ta cần phải làm những việc nó có cái giá trị như vậy mới được. Thì khi mà chúng ta mất đi rồi thì những cái giá trị tinh thần, những cái kết quả của việc làm đó nó sẽ đi theo chúng ta, chứ tiền bạc nó mình không đem theo được, không đem theo được. Chúng ta phải khai mở trí huệ. Còn nữa là chúng ta phải khai mở lòng từ bi của mình. Cái lòng từ bi có nghĩa là cái lòng thương xót đồng loại, thương xót chúng sanh. Chúng ta còn phải khai mở đó nữa. Không khai mở được thì chúng ta phải tập. Có thể là chúng ta đi đến những cái nơi mà cần giúp đỡ, chúng ta nghe tâm sự của người ta. Còn nếu như mà ai mà không có tập được thì ông trời ông sẽ làm cho chúng ta. Đôi lúc bị bệnh như vậy, đau đớn như vậy, mà được người khác giúp mình hết đau như vậy, thì lúc đó mình mới biết được cái giá trị của cái việc được người khác giúp. Thì lúc đó mình tự động được khai mở lòng từ bi. Cái lòng từ bi người ta, Đức Phật cho chúng ta lòng từ bi rộng lớn lắm, y chang như của Ngài, không sai khác. Và Đức Phật cho chúng ta cái trí tuệ y chang như những Đức Phật khác. Nhưng mà chúng ta chưa có khai mở, chúng ta chưa có lau chùi nó cho bóng, nó không có lòi ra, nó không phát lộ ra. Thì chúng ta cố gắng, kiếp này chúng ta mài dũa đi, cái phần thô đi, được phần nào thì hay phần đó. Từ từ chúng ta sẽ đắc đạo và trở về với cõi Phật. Chúng ta nói rằng Phật vậy thôi, chứ nhiều người tu xong sợ là gì? Thành Phật xong rồi có nhiều cái bản năng của mình mất đi. Ví dụ như tình dục chẳng hạn mất đi, họ sợ. Không có ha, tôi khẳng định một câu là không có. Hay là họ sợ là không còn gặp các cái quyến thuộc con cháu của mình, hay là người, bà con dòng họ gì đó, cha mẹ gì đó. Gặp hết á. Khi chúng ta đã thành đạo rồi thì chúng ta sẽ gặp hết họ. Có những người thành đạo xong nhìn lại, thấy cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình còn trôi lăn, thì lúc đó mình sẽ quay lại mình độ cho họ với những cái thân phận nào đó khác nhau. Tất cả đều có sinh ra và kết thúc ha. Thì chúng ta phải trải nghiệm và chúng ta phải thực tập cho nhiều, để cho cái việc kết thúc của chúng ta đem đi được những cái điều mà cần thiết cho kiếp sau của mình, và chúng ta định hướng tương lai của mình sẽ đắc đạo. Chúng ta phải định hướng như vậy mới được. Chứ đừng có mà sống cái kiểu mà có tiền lúc nào thì hưởng thụ lúc đó. Hưởng thụ rồi khoe khoang. Có những người khoe khéo. Khoe khéo thì cũng là khoe thôi. Ha. Có những người khoe thân thể. Cái thân thể đó nó không phải của mình, mà mình đem mình khoe. Thân thể đó là do cái cha mẹ sinh ra ha. Và trời ban. Cũng như là cái phước báo kiếp trước của mình thì mình mới có như vậy. Bây giờ mình khoe thì nó sẽ bị tổn phước hết. Tất nhiên là nó không cái thân thể đó là nhờ duyên mà được có. Nhưng mà cũng nhờ cái phước kiếp trước của mình mà nó có. Nhưng mà ông trời ông cho mình đẹp để mình trải qua cái thử thách. Không phải những ai kiếp trước có phước đức lớn mà kiếp này có thân thể đẹp đâu. Không phải đâu, không nhất thiết phải thế. Ha. Có những người sinh ra xấu quá. Nhưng mà người ta tài giỏi thì sao? Cho nên nó, kiếp này, trong kiếp này là cái thân của này là do cha mẹ sinh ra chúng ta. Rồi trời đất cho chúng ta tất cả điều kiện, thì chúng ta làm sao để cho nó đẹp, để cho chúng ta dễ phát triển sự nghiệp.
Chứ chúng ta đừng có lố lăng. Lố lăng. Chúng ta càng khoe bao nhiêu thì càng tổn phước bao nhiêu. À, chúng ta khoe khéo thì cũng tổn phước theo kiểu khoe khéo. Tất nhiên rằng là gì, sẽ có những vị Bồ Tát mà họ, hay những vị Phật họ, họ mang những cái thân đó họ khoe, thì bản thân của họ đã đắc đạo rồi thì không, chẳng có gì để tổn phước hết đó. Là Phật sự thôi. À, còn chúng sinh bình thường mà đem khoe thì cẩn thận, tổn phước nặng lắm. Khoe cái thân thể mình chẳng khác nào khoe mình là người có phước ha. Khoe như vậy là tổn phước. Bây giờ thì tôi nói tới cái sinh ra và cái kết thúc. Thiên cơ nó được sinh ra thì nó cũng phải kết thúc. Thiên cơ, tôi nói lại ha. Cơ là công việc nói chung ha. Cơ là bộ máy ha. Thiên là trời. Có nghĩa là bộ máy làm việc của nhà trời. Như vậy thôi, bộ máy đó bao gồm nhân sự và cái định hướng. Cái lộ trình của cái bộ máy đó làm việc như thế nào. Và cái kết quả cuối cùng của nó như thế nào. Thì cái thiên cơ nó được sinh ra, cách đây chúng ta có thể nói rằng nó hàng tỷ năm, hoặc là hàng ngàn, hàng triệu năm gì chúng ta không biết. Nhưng mà nó có sinh ra và nó cũng sẽ có sự kết thúc. Chứ không bao giờ mãi mãi được. Mọi thứ đều sinh ra đều có lý do hết. Sinh ra và kết thúc. Nhưng mà nó cũng có những kịch bản hơi đặc biệt. Nó có sự biến đổi ha. Chứ không phải giống như là cuộc đời của một con người ha, nó đơn điệu. Thiên cơ là quản lý toàn bộ chúng sinh để cho chúng sinh thành Phật. Cái bộ máy chính quyền của một quốc gia nào đó, bộ máy chính quyền thì từ địa phương tới, từ trung ương tới địa phương, có những quan lại chức sắc này chức sắc kia, họ làm nhiệm vụ này nhiệm vụ kia để định hướng để đưa đất nước đi đi lên, đi theo con đường này, theo tư bản chủ nghĩa hay là xã hội chủ nghĩa, làm cho con người ấm no hạnh phúc, hay là dành cho cái giới thượng lưu nó giàu có, do cái chế độ thôi ha. Cái đó là hướng đi của một đất nước ha. Còn cái mà hướng đi đến đó, còn cái bộ máy thiên cơ là gì? Hướng dẫn chúng sanh đến quả vị của một vị Phật. Phật thành Phật thì quay trở về sống với thế giới của Phật. Ở thế giới của Phật là lúc đó không có còn phải luân hồi hết á. Mình đã trải nghiệm, mình đã học xong rồi, mình đã chứng đắc rồi, thì mình không còn phải trôi lăn trong sinh tử nữa, trong sáu nẻo luân hồi nữa. Bây giờ thì địa ngục đã bị tạm thời dẹp rồi, cho nên nó chỉ còn có năm nẻo luân hồi thôi. Cái bộ máy thiên cơ, bộ máy nhân sự của trời lập ra sáu nẻo luân hồi. Có cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục. Bây giờ thì cõi địa ngục đã bị dọn rồi. Ngày xưa ai mà ác quá thì sẽ xuống địa ngục. Bây giờ thì đã dẹp rồi. Chỉ còn năm cõi thôi. Năm cảnh giới. Thì nói sơ rằng là gì? Chúng sanh phải trôi lăn đủ trong sáu nẻo luân hồi. Bây giờ thì có năm thôi. Nhưng mà cái sáu nẻo luân hồi đó nó sẽ có cái cảnh giới về tâm linh, cảnh giới về tâm lý và cảnh giới về cái địa lý, vật lý nữa. Ví dụ cõi trời thì ở trên kia, sống sung sướng ghê lắm. Thì nó có trên đó, nó có vị trí rõ ràng, nó có vị trí địa lý trên đó rõ ràng. Đại khái gì ha?
Còn địa ngục nó nằm ở ở nơi nào đó, nó cũng có cái vị trí địa lý rõ ràng. Nhưng mà cái cảnh giới tâm của chúng ta, chúng ta sống, có nhiều người sống sống giống như là người ta nói là tôi sống giống như là sống trong địa ngục này. Người ta tự cảm nhận như vậy. Người ta tự cảm nhận như vậy thì có nghĩa là gì? Địa ngục đó là trong tâm của chúng ta. Hả? Có nhiều người trúng số, trời ơi sướng hạnh phúc giống như là tiên vậy, sướng như tiên vậy. Hay có những người giàu có hưởng thụ, sống cuộc sống sướng như tiên. Thì rõ ràng chúng ta đang ở thế gian con người nhưng mà chúng ta cũng sướng như tiên vậy. Thì bởi vì chúng ta mới kết luận được một điều rằng là gì? Sống nẻo luân hồi thì nó có cái hai cái cảnh giới. Một cảnh giới là vật lý, ha? Một cảnh giới là tâm. Cảnh giới là tâm. Có những người sống trong một kiếp người, tuy làm người nhưng mà nó trải qua những cái cung bậc cảm xúc từ địa ngục cho tới trên trời. Thí dụ như người ta còn nhỏ ha, còn nhỏ thì đi ở đợ ha, người ta sai như con chó vậy đó, đánh đập như là con ở con chó vậy đó này kia, thì lúc đó người ta trải qua cái tâm lý của một chúng sanh. Của chúng sanh cũng đấy, người ta đối xử với mình như mình con chó vậy, mình cam phận giống như là con chó hay con mèo con gì đó, thì chúng ta trải qua cái tâm lý của một con vật. Rồi lớn lên một chút nữa, thí dụ chúng ta lấy chồng hay lấy vợ nhưng mà cuộc sống nó khó khăn, rồi bị bên chồng hay bên vợ gì hà hiếp, rồi nói với người ta là tôi sống giống như sống trong địa ngục vậy, không có sự tự do, không có sự tự do, bắt làm những cái việc mình không thích, không có sự tự do, thì địa ngục là nhốt mà, không có sự tự do là nhốt thôi, rồi sau này là ra riêng, sống riêng ra. Sống riêng ra thì làm ăn có tiền một chút. Rồi gì? Rồi đâm ra là tranh giành này tranh giành kia, nóng giận, chửi lộn. Thì đó là gì? Mình uống rượu vô, mình nóng, mình chửi lộn thì đâm ra là nó là gì? Đó là cảnh giới cảm xúc của Atula. Không biết suy nghĩ. Chửi là cái chửi à. Tao nhỏ lớn thì tao khổ lắm rồi, bây giờ nào đụng vô tao biết à, chửi. Rồi sau đó là gì? Người ta giàu có lên, người ta tiếp xúc là những người nhiều người, nhiều người giàu khác ha. Thì lúc đó là gì? Phú quý sinh lễ nghĩa. Người ta giàu rồi, người ta gặp những người giàu khác thì người khác cũng sống êm đềm, thì phú quý sinh lễ nghĩa. Thì lúc đó người ta trải qua cái cảm giác của một con người thật sự có hạnh phúc, nhưng mà người ta cũng có đau khổ, tại vì người ta sợ mất cái tài sản đó, sợ người thân mất này kia, người ta cũng có. Đó là trải qua cảm xúc của một con người. Rồi sau đó là gì? Người ta được xã hội tôn vinh chẳng hạn đi, tôn vinh và cung phụng chẳng hạn đi, thì lúc đó người ta được sướng như tiên. Giàu có quá cái bỏ tiền ra thuê người này mướn người kia, lúc đó sống như tiền vậy, hạnh phúc. Vợ đẹp con ngoan hay là chồng đẹp con giỏi vậy đó ha, lúc đó hạnh phúc, lúc đó chúng ta trải qua cái tâm lý của một vị tiên, cuộc sống nhẹ nhàng không lo gì hết, giàu rồi. Thì tiên lên trời cũng vậy, thì rõ ràng là gì? Khi chúng ta còn sống nhưng mà chúng ta cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như thế, nhiều cảnh giới như thế. Nhưng mà nói cung bậc gì thì cung bậc, chúng ta cũng phải biết tu. Khi chúng ta trải qua cái giai đoạn này thì chúng ta phải rút ra cái bài học kinh nghiệm gì, và chúng ta trải qua giai đoạn nọ thì chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm gì. Nhưng mà chúng ta phải định hướng sao cho chúng ta là người tu hành, sửa bản thân cho chúng ta. Tu là sửa mà,
sửa bản thân của chúng ta từ cái nhỏ nhặt cho đến cái lớn lao, để sao cho chúng ta giác ngộ được, để chúng ta đắc đạo, để chúng ta không còn trôi lăn trong sinh tử nữa. Cái đó phải là mục đích cuối cùng của chúng ta, và cái đó cũng là mục đích cuối cùng của bộ máy thiên cơ. Bộ máy thiên cơ, cái bộ máy thiên cơ đó là toàn là Phật tiên thánh nắm giữ, và các vị ấy có thể biến hóa xuống thế gian sống chung với chúng ta mà chúng ta không biết. Sắp đến nè, sẽ lộ ra cho mọi người thấy, sắp đến này lộ ra nè, lúc đó biết ai là thánh, ai là phàm. Có những người có những người mà chúng ta tưởng chừng như họ sống bị sống dở, sống không có nổi tiếng, hay là bị mất lòng người khác này kia, sau này khi mà thiên cơ lộ ra rồi thì tự nhiên họ trở về lại với cái thân phận của họ, lúc đó gọi là phục vị. Phục vị có nghĩa là gì? Khôi phục lại cái vị trí của mình. Mình là ông tiên, ông Phật hay là bà thánh, bà thần gì đó, tự động khôi phục lại đó. Lúc đó là chúng sanh, con người sẽ biết ai là ai thôi. Thì tôi nói là thiên cơ nó cũng sẽ có ngày kết thúc. Thiên cơ nó ẩn, rồi có ngày nó sẽ hiện ra. Thiên cơ thì tất nhiên là chưa kết thúc, tại vì con người chưa thành Phật mà sao kết thúc được. Nhưng mà thiên cơ nó ẩn thì nó sẽ hiện ra. Giống như là mặt trăng mà vào đám mây thì nó ẩn, rồi đám mây qua đi thì nó hiện ra. Thì chúng ta không có thể lấy giống như mặt trăng gì được. Thiên cơ là do được sắp đặt, nó ở giai đoạn ẩn. Chúng ta thấy cái vòng thái cực, nó có một bên đen, một bên trắng. Thì bây giờ nó đã ở bên đen rồi, bây giờ nó chuẩn bị biến thành màu trắng rồi. Tất nhiên là nó sẽ lộ ra. Lúc đó chúng ta sẽ biết là ở Việt Nam ông nào là ông Phật nè, ông Thượng Đế nè, bà nào và Bồ Tát này, bà nào Bồ Tát kia, cha trời mẹ đất xuất hiện đầy đủ. Chúng ta sẽ thấy những hiện tượng. Ngày xưa chúng ta không thấy rồng, bên đây thấy rồng nó bay, thí dụ vậy. Rồi chúng ta thấy có những cái bí mật ở trong cái kinh Phật mà nó lộ ra nữa. Hay là chúng ta thấy có những cái sự kiện được giải thích, được trời giải thích, nó rốt ráo, chúng ta hiểu, chúng ta chấp nhận. Rồi có những người dùng thần thông để biểu diễn. Thì ngày đó thì rất là vui. Ở Việt Nam chúng ta sẽ là trung tâm thôi, chắc chắn là như vậy. Thì mọi người thích nói về thiên cơ, nhưng mà thiên cơ tôi nói ẩn rồi thì chuẩn bị hiện ra. Nó ở giai đoạn ẩn thì quá lâu rồi, bây giờ nó chuẩn bị hiện ra. Thì chúng ta phải chuẩn bị những hành trang gì để cho chúng ta chờ thiên cơ hiện ra. Thiên cơ hiện ra, thiên cơ là gì? Bộ máy nhà trời và cái định hướng kịch bản. Bây giờ chuẩn bị hiện ra có nghĩa là gì? Bộ máy nhà trời đó là những ai? Thượng Đế nè, rồi triều đình này, thiên thần này, các vị thánh này. Rồi lúc đó chúng ta biết, chúng ta sẽ biết rằng gì? Ở bên đạo Phật là ông này, nhưng mà bên đạo Thiên Chúa giáo thì ổng là ông này. Thí dụ như ông Văn Thù Sư Lợi chẳng hạn đây, chính là Đức Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm. Thì bên đạo Thiên Chúa giáo ông chính là ông Thánh Du Xe, Đức Du Xe. Chúng ta là ví dụ gì? Hay là Đức Mẹ Maria thì ở bên này chính là Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát, hay Mẹ Cứu Thiên Huyền Nữ. Tự nhiên nó có một cái tự nhiên hiện ra là tự động là đạo, mỗi đạo đều nhìn thấy cái giáo chủ của mình và các vị thánh của mình. Lúc đó là khỏi cãi lộn nữa. Khỏi cãi lộn. Ông Phật Thích Ca thì bên đạo Phật nói là ông Phật Tổ. Nhưng mà ông cũng là chính là Thượng Đế. Cho nên lúc đó là gì? Người ta chung một hướng, không có còn phân biệt là không phân biệt được đạo nào và đạo nào hết. Tại các vị ấy chỉ là một thôi. Chúng ta đừng có hiểu rằng là gì có ông Phật riêng mà ông Thượng Đế riêng. Bữa nào tôi giảng cái chủ đề khác ha. Có nhiều người
Có nhiều người ca tụng đạo Phật quá, không hiểu. Không hiểu. Đạo Phật giống như trên ngón tay chúng ta, bàn tay chúng ta thì nó có tới 5 ngón ha. Đạo Phật chỉ là một trong những cái ngón đó thôi. Nó phải bao hàm hết tất cả 5 ngón thì chúng ta mới nắm được dễ dàng như mọi thứ. Chứ chúng ta không có được mà tin vào một. Nhưng mà con người lại có hai bàn tay ha. Bên trái là dương, bên phải là âm. Có nghĩa đạo nào cũng vậy, những đạo lớn nó đều có ẩn cái thiên cơ trong đó. Mà có năm chi đạo. Đạo đạo nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo. Nó có năm nhánh như vậy. Thì mỗi nhánh trong cái đạo đó nó đều ẩn cái ý đồ của thiên cơ trong đó mà chúng ta không biết. Nó ẩn. Thì cái phần ẩn nó nằm bên tay phải, ẩn. Bên trái thì chúng ta coi như là những cái gì mà chúng ta hiểu biết nó hiện ra rồi. Thí dụ như đạo Phật thì có gì? Bát chánh đạo, tứ diệu đế, rồi kinh này kinh kia đủ thứ nó hiện ra rồi. Nhưng mà trong những kinh đó nó còn ẩn những cái bí mật mà chúng ta chưa biết được thì nằm bên đây. Nó có thể nằm một ngón này hay ngón này. Chẳng hạn, hay ngón cái chẳng hạn. Còn bên kinh thánh chẳng hạn đi. Thì ông Chúa Giêsu hay là trước đó nữa, các vị khác nữa giải thích cũng nhiều. Nhưng mà nó đều ẩn cái thiên cơ trong đó. Thì nó nằm bên tay này. Cái phần thấy và phần không thấy. Chúng ta lấy hai cái ví dụ vậy. Bên thần đạo của ông Khương Tử Nha cũng vậy thôi. Có những nhân vật này, nhân vật kia. Có Dương Tiễn, có Na Tra, có Khương Tử Nha. Rồi chúng ta nghĩ là nó có thật hay không? Cuối cùng là gì? Nó có thật, nó sẽ hiện ra cho chúng ta thấy. Rồi có những bửu bối. Trong thần đạo có những bửu bối. Những bửu bối đó liệu nó có thật hay không? Bên tiên đạo cũng có bửu bối nha. Rốt cục có thật. Ngũ chi hiệp nhất thành một bàn tay. Năm nhánh hợp lại thành một bàn tay. Thì chúng ta mới, bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm ha. Chứ còn chúng ta theo có một đạo. Thí dụ đạo Thiên Chúa làm được gì? Thí dụ theo đạo Phật làm được gì? Rồi đâm ra tranh giành. Tranh giành. Cũng may là ở trên bàn tay á, vị trí nào là ra vị trí đó nha. Cho nên nó không có mâu thuẫn, nó đấu chọi nhau, nó không có tự bỉa nhau được ha. Nó giúp đỡ cho nhau thôi ha. Chứ còn ở ngoài đời đạo này đạo kia ngầm chống nhau à. Lúc nào cũng cho rằng đạo ta là số 1. Ở trên 5 ngón tay thì nó không có phân biệt được rằng là gì. Cái ngón nào quan trọng nó không chịu phân biệt. Ngón nào nó cũng nói nó quan trọng hết. Nếu như thật sự trên bàn tay mà cái ngón nào nó cũng nói nó có suy nghĩ, nó quan trọng hết, chắc chắn nó đánh nhau rồi. Cái này nó không có suy nghĩ. Thống nhất với nhau, một thể. Thành một bàn tay. Thì sau này Đức Phật, Đức Thượng Đế xuất hiện. Sắp tới, khi nào thiên cơ lộ ra thì thấy. Thì chúng ta sẽ thấy ngũ chi hiệp nhất. Tất cả các đạo trên thế gian, ngũ chi hiệp nhất chúng ta đại khái gọi là tổng hợp. Tất cả các đạo thế gian đều có một giáo chủ, đó là ông Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là ông Thượng Đế. Đều có một bà mẫu, bà Maria, hay là bà Quán Thế Âm. Tất nhiên là có những mẫu khác nữa. Đều có một ông tể tướng, đó là ông Cổ Phật Nhiên Đăng, vị Phật thứ tư, hay là cái vị mà lớn đứng thứ tư trong vũ trụ, Thánh Du Xê. Lúc đó khỏi cãi lộn gì luôn hết. Bên đạo Phật nói ông Di Lặc, nhưng mà bên Thiên Chúa ổng chính là ông Chúa Giêsu. Lúc đó khỏi cãi lộn, anh em một nhà rồi. Bên đạo Hồi thì tôi chỉ đọc sơ chứ không có rành hả. Biết chứ. Cái nào mình rành mình mới nói, còn không rành thôi không nói. Tôi không biết nhà tiên tri Muhammad là vị nào, không biết.
nhưng mà cũng được trời cử xuống, không phải một phàm nhân. Bởi vì tất cả mọi việc đều sinh ra và kết thúc, có sự sinh ra và kết thúc. Chúng ta không có thấy một cái thứ gì mà nó tồn tại mãi mãi được, nó phải có sự sinh ra và kết thúc. Cái bông hoa chẳng hạn đi, nó cũng tàn héo, nó được sinh ra lớn lên xuất hiện, nó cũng tàn héo. Hay là trái đất này cũng vậy, nó cũng đến một lúc nào đó nó hết hạn sử dụng thì cũng bị ông trời thay thế thôi. Không có gì tồn tại mãi mãi cả. Chúng ta đã từng nghe hai chữ đời biển dâu ha. Biển dâu. Biển dâu có nghĩa là gì? Nó thay đổi trong tích tắc vậy. Biển nước và nương dâu. Nương thì nương rẫy nằm ở trên cao ha. Nhưng mà ngày mai có khả năng là nó lún xuống thành biển không chừng. Còn biển bao la như vậy ha. Nhưng mà ngày mai có một gò đất nào đó nổi lên. Nó nổi lên rồi sau này nó mọc thành một cái vườn dâu trên đó chẳng hạn. Người ta gọi là đời bể dâu là như vậy. Bể hay biển là như vậy. Thay đổi. Trong chớp mắt. Nó không có gì mà tồn tại mãi mãi. Chúng ta thấy cái gì cũng vậy. Nó không tồn tại mãi mãi. Chúng ta thấy những người mà giàu có thật sự, chưa chắc họ giàu có mãi mãi. Gần đây có một số chủ tịch tập đoàn bị nắm hết rồi. Có những người chúng ta thấy giàu có, chúng ta đừng có nghĩ họ là giàu có mãi mãi. Nửa chừng không biết chuyện gì xảy ra. Còn bản thân chúng ta thấy chúng ta nghèo, nhưng mà chưa chắc gì chúng ta nghèo mãi mãi. Cho nên chúng ta phải có những lòng tin đó. Lòng tin. Và chúng ta phải cố gắng vươn lên. Làm giàu chánh đáng và vươn lên. Đừng có làm biến. Chỉ có làm giàu chánh đáng vươn lên thì chúng ta mới học hỏi được rất nhiều. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ trải nghiệm được rất nhiều. Và rồi chúng ta sẽ thành đạo dễ dàng hơn. Hơn những người làm biến. Làm biến thì khỏi trải nghiệm gì đó. Phải chăng hay chớ? Trí huệ nó không phát triển được thì không thể nào mà giỏi được. Như lấy ví dụ nông dân hồi nãy ha. Người ta chỉ có những công việc bình thường vậy ta làm cả ngày thôi. Thì đầu óc nó đã không khai mở. Thì cái mặt lúc nào cũng thấy ngớ ngớ đen thui. Ngớ. Tất nhiên là không có đủ cái nắm ha. Có nhiều ông thì đọc báo ha. Xem tin tức thì đầu óc mở mang ra. Mở mang thì mặt nó sáng ra. Thì cái bài tôi nói bữa nay sơ sơ vậy thôi ha. Để cho mọi người gặp lại tôi, chứ có nhiều người thì cũng chờ. Thì ông Trạng Trình ông giảng cũng nhiều, hổm giờ ông cho thơ nhiều lắm. Mà tôi ớn là tôi không dịch nữa. Với lại tôi nghĩ mọi người chắc xem cũng ớn rồi. Có những bài thơ của ổng mà tôi nhìn cả nửa buổi đôi lúc tôi mới thấy cái vấn đề để tôi giải. Cho nên nó cực lắm, không có sướng gì đâu. Bài giảng bữa nay tới đây thôi mọi người ha. Sinh ra và kết thúc, chúng ta cố gắng trong quá trình từ sinh ra cho đến kết thúc thì chúng ta sẽ đạt được những gì để chúng ta đem theo phước báo, phước đức của chúng ta và trí huệ chúng ta phải khai mở. Chúng ta cố gắng rồi chúng ta phải khai mở theo hướng nào? Khai mở theo hướng để tìm chân lý. Chúng ta phải thành Phật. Chúng ta phải làm thành một bậc đại giác ngộ. Giác ngộ hoàn toàn luôn. Là có nghĩa là cái thứ gì mình cũng biết hết. Chứ không phải là biết sơ sơ. Lúc đó sẽ không có thành đạo được. Cho nên chúng ta phải định hướng như vậy. Rồi sắp đến nay là bộ máy thiên cơ sẽ được xuất hiện. Hiện ra. Các vị ấy sẽ xuất hiện bằng thân người như chúng ta. Và đất nước của chúng ta sẽ quản lý toàn bộ thế giới. Thì ai bên đạo Phật giáo Hòa Hảo thì cũng biết ha. Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài nói rằng là gì? Khi mà con cá sấu năm chèo nó xuất hiện thì ngài sẽ ra thu phục nó.
thì cái dịch virus corona này á, covid này đó, nó chính là 6 năm chèo ha, thì nó đã xuất hiện rồi, nhưng mà bây giờ người ta nó biến thể tùm lum hết á. Nó có thần thông, nó biến thể tùm lum hết, thì Đức Quỳnh Giáo Chủ sẽ hiện ra thu phục nó. Nó sẽ biến thành con long mã. Long mã có nghĩa là gì? Rồng với ngựa. Thôi tôi nói tới đây thôi ha. Chào mọi người nha.